Nghệ sĩ hài Vũ Tâm. Nãy giờ có nghe tên ông Cảnh Tính chưa? Nhạc sĩ Văn Tài. Ổng đi tỉnh rồi. Văn Tài. Nhạc sĩ Văn Tài, đoàn trung yếu. Em đi xuống đi chứ. Em xuống đi, đi người ta bắt quà. Ủa, quên, xin lỗi. Em xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn sẽ lên cao những phần quà cho các sĩ. Bên kia qua. Đi đưa đi coi đi. Tài ơi. Dạ xin mời anh Năm vô chụp hình lưu niệm với dạ để em ké chứ. Rồi xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Xin mời nghệ sĩ Tú Thanh. Tú Thanh có mà. Nữ nghệ sĩ Thanh Liêm đoàn sông Bé Ba. Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng. Có mà, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng có mà. Nghệ sĩ Trúc Giang. Nghệ sĩ Thúy Liễu. Có mà. Ca sĩ Trung Hiền. Nghệ sĩ Ái Nga. Ban tổ chức sẽ lên trao những phần quà cho các cô chú anh chị nghệ sĩ ạ. Xin mời nghệ sĩ Phương Hà. Lễ Châu. Xin mời nghệ sĩ. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Thu Thảo, đoàn Tinh Hoa. Nghệ sĩ Hoàng Bá Hậu. Có không ạ? Nghệ sĩ Hoàng Bá Hậu có không ạ? Bà Phương. Xin mời bà Phương ạ. Em Nguyên bảo vệ hội sân khấu. Có mà Nguyên. Đã rồi.
sĩ Hương Mới. Xin mời ông Vũ. Ông Vũ là ai nha tên lên? Vương Vương. Đâu có đâu. Vũ chưa đâu chưa. Để mãi nó thấy. Vũ. À, xin mời nghệ sĩ Mã Hữu Kiến. À, xin mời Bảo Kiến. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Hồng Loan. Em Mồm Hậu Đài. Mồm có không ạ? Em Thấp. Tâm Thanh Huệ còn Đồng Tháp. Nghệ sĩ Hồng Linh Đò Sóc Bé. À, xin mời nghệ sĩ Vũ Đức Minh. Xin chào ông. Xin mời bà Nguyễn Phục Trang và Hương Mùa Thu. Có không ạ? Bà Nguyễn có không ạ? Đâu đâu. Nghệ sĩ Út Chui. Có không ạ? Mời nghệ sĩ Điền Lai. Nguyễn Thanh Bình. Nguyễn Thanh Bình báo sân khấu ạ. Diễn viên hài Chí Vũ. Chí Vũ. À, xin mời danh nhân Kim Hiếu lên trao quà. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Hoàng Hải. Hoài Hải. Nghệ sĩ Dương Thái. Nghệ sĩ Dạ Thảo. Xin mời anh Đức Phương. Đức Phượng chứ phải Đức Phương. Cũng này á. À, Đức Phượng sao mấy ba? Đức Phượng. À, Đức Phượng sao mấy ba? À, là nãy mà Đức Phượng đang tiêu được. Đồ ba lấy đồ không? Được. Lê nghe. Xin mời chị Lê nghe, Phục Trang Đồng. Nghệ sĩ Xuân Nghe.
Chào Hiểu, xin mời chị Chi lên trao những phần quà cho các cô chú anh chị. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ